Nguyên chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hội hiến máu cứu người đồng loạt diễn ra trên cả nước. Lâm Đồng, nông dân tất bật phơi cà phê kịp trước Tết năm 2017. Thành phố Hồ Chí Minh, cứu nhiều người mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy. Lâm Đồng, mô hình ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 1, chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người với thông điệp Sinh mệnh của bạn và tôi đã đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tới dự ngày Chủ nhật đỏ tại Hà Nội. Đây là lần thứ 9 ngày Chủ nhật đỏ được tổ chức. Dự kiến với sự vào cuộc của 25 tỉnh thành phố, ngày hội sẽ tiếp nhận được khoảng trên 25.000 đơn vị máu. Trong đó có nhiều tỉnh thành phố phấn đấu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu. Đặc biệt năm nay ngày hội đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia hiến máu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài. Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Chủ nhật đỏ chính thức nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Trong mấy ngày Tết Nguyên đán ấy thì dự kiến cả nước sẽ cần dùng khoảng trên 110.000 đơn vị máu. Cho nên tôi cũng xin gửi cái thông điệp về hiến máu nhân đạo. Cái thứ nhất là máu rất cần cho công tác điều trị cho bệnh nhân, và hiến máu hoàn toàn không có hại. Rất mong mọi người tham gia hiến máu. Năm 2009, ngày Chủ nhật đỏ lần đầu tiên được tổ chức, thu được 96 đơn vị máu và nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia. Riêng trong năm 2016, ngày hội đã được tổ chức tại 22 tỉnh thành phố và tiếp nhận được 22.455 đơn vị máu. Nông dân trồng cà phê khu vực Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối cùng của niên vụ năm 2016. Đây cũng là lúc mà hàng ngàn hộ nông dân đang tất bật tranh thủ phơi cà phê kịp xong thành phẩm trước dịp Tết. Năm nay giá cà phê có tăng hơn so với 3 năm trở lại đây. Trái ngược với giá cả thì công việc phơi cà phê lại gặp hết sức khó khăn. Do tình hình biến đổi thời tiết thất thường nên thời gian mưa nhiều và kéo dài. Những ngày trời quang mây thì nắng yếu nên nông dân cũng không kịp phơi khô cà phê. Nhiều hộ phải tranh thủ đổ cà phê ra hẳn nền giữa đường để tranh thủ phơi lúc trời nắng. Năm nay khí hậu do thời tiết thất thường, phơi cà phê mà tranh thủ cho mà để Tết ăn cho nó được thoải mái hơn. Cách đây 2 tuần nữa thì mưa liên tục cả tháng, do đó là vấn đề phơi rất khó khăn, sản phẩm làm ra nó không đạt được cái độ như ý muốn như mọi năm. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, dự báo trong tháng 1 năm 2017, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cũng vì thời tiết kém thuận lợi nên rất nhiều hộ dân hiện vẫn chưa thu hái xong cà phê niên vụ năm nay. Nhiều nông dân tranh thủ tất cả những nơi có bãi đất trống nhằm phơi cho kịp khô cà phê, cũng như kịp bán để mua sắm dịp Tết. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm khi Tết đến xuân về, các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đến đời sống của bộ đội, đặc biệt là nguồn rau xanh được chính các đơn vị chủ động sản xuất đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội trong những ngày Tết. Trong ngày cận Tết, mặc cho thời tiết se lạnh của vùng cao nguyên, các cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Lạc Dương vẫn dành thời gian chăm chút cho những luống rau. Rau xanh được trồng phủ kín quanh vườn và đa dạng với chủng loại rau như rau cải, rau dền, bầu bí, bắp cải, xà lách. Công tác tham gia sản xuất trong thực hiện các ngày lễ Tết thì cơ bản là cũng đảm bảo cho về lượng rau xanh, rau sạch và rau chất lượng cao, là đảm bảo phục vụ trong quá trình đón Tết. Qua đó thì chúng tôi yên tâm công tác. Đặc biệt để đảm bảo chất lượng nguồn rau xanh cho bộ đội ăn Tết, Ban Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng đề án sản xuất rau an toàn theo hướng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới. Vì vậy, vào dịp cuối năm, lượng rau xanh của các đơn vị đều đảm bảo về chất và lượng cho bộ đội ăn Tết. Thưa quý vị, sau những ngày biển động, bắt đầu từ tháng Chạp âm lịch, các ghe thuyền đánh bắt gần bờ của ngư dân tỉnh Khánh Hòa tất bật bước vào vụ mùa ruốc cuối năm với sản lượng rất cao. Những ngày này, tại cảng cá Vĩnh Trường, Nha Trang, các ghe thuyền đánh bắt lưới giã cào gần bờ tấp nập vào cảng đầy ắp ruốc. Mùa ruốc năm nay nhờ vào biển động nên ngư dân trúng đậm. Do sản lượng tăng cao khiến hàng dội giá thu mua ruốc của các tiểu thương đang giảm. Từ 17.000 đồng đến 18.000 đồng một ký trong những ngày đầu tháng Chạp, đến nay chỉ còn 12.000 đồng đến 13.000 đồng một ký.
Dù vậy, cư dân vẫn phấn khởi, bình quân mỗi ngày có đến hàng trăm ghe thuyền đánh bắt ruốc cập cảng trong bầu không khí nhộn nhịp, tranh giành nhau mua bán với các tiểu thương bạn hàng chợ. Ngoài ruốc loại lớn được cư dân phơi khô xuất khẩu, hầu hết ruốc đánh bắt đều được các cơ sở thu mua để làm ruốc truyền thống. Là làng hoa kiển lớn nhất nhì miền Tây Nam Bộ, những ngày này, làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa Tết Đinh Dậu năm 2017. Bên cạnh những giống hoa truyền thống, hoa Sa Đéc năm nay còn thêm nhiều mặt hàng mới để phục vụ thị trường. Nhắc đến hoa Sa Đéc là nhắc đến thương hiệu hoa Tết đã được biết đến từ lâu với những mặt hàng hoa chậu truyền thống, chủ lực như vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc vàng, hoa hồng nhung, tường vi. Năm nay mặc dù thời tiết không thuận lợi, sản lượng ít nhiều sụt giảm nhưng hầu hết các loại hoa Tết ở đây đều đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu hoa Tết của tỉnh Đồng Tháp cũng như xuất đi thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, vài năm gần đây làng hoa còn trồng thêm nhiều giống hoa mới như cát tường, dạ yên thảo, hoa lưu ly, sắc pháo, rau dừa, hoàng yến đỏ hay các loại kiển phục vụ trang trí nội thất như kim phát tài, phú quý, vạn lộc, ngọc lan, dạ lý hương. Tết năm nay một số nhà vườn còn ra mắt các loại hoa củ mới lạ như cà chua bi, củ cải đỏ v.v. Thử nghiệm cái củ cải đỏ nè, với cà bi lùng, rồi trồng dạ yên thảo rủ, rồi dừa cạn, một số mặt hàng vậy. Cung cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, khắp mọi miền đất nước. Giá cả thì năm nay bông thì có thể cao hơn hồi năm rồi đôi chút, bởi vì năm nay thất vụ, mưa nhiều, rồi lại là vật ba cái vật liệu đồ mình trồng phân được kia nó mắc. Làng hoa Sa Đéc tập trung chủ yếu ở hai phường là Tân Quy Đông và Tân Khánh Đông của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vùng hoa Tết này làng hoa trồng gần 110 hecta. Dịp chuẩn bị thu hoạch vụ hoa Tết năm nay trùng với thời điểm diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2017 được tổ chức tại thành phố Sa Đéc càng khiến nơi đây thêm náo nhiệt. Sau một thời gian dài rớt giá khiến nhiều người dân tính đến chuyện chặt phá cây cao su để trồng cây khác thì hiện nay giá cao su bắt đầu tăng trở lại. Đây thật sự là một tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới để người trồng cao su yên tâm sản xuất. Phóng sự được thực hiện tại huyện Cam Lộ, một trong những địa phương có diện tích cao su lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị. Có 2,5 hectare cao su đang trong thời kỳ khai thác. Nhưng một thời gian dài gia đình ông Nguyễn Võ Thắng không khai thác mũ bởi giá quá thấp, thu không đủ bù chi. Những ngày này khi giá mũ cao su trên thị trường tăng trở lại, gia đình ông cũng như những người trồng cao su ở Cam Lộ yên tâm hơn với quyết định không chặt bỏ cây cao su. Với giá như hiện nay, mỗi ngày gia đình ông có nguồn thu nhập trên dưới 1 triệu đồng. Ở giai đoạn đầu năm là giá càng xuống nên là bà con ở đây cũng như trong gia đình là rất là chán nản. Nhưng nay là cuối năm đầu năm mới thì giá càng còn nhích lên gấp đôi nên là bà con rất phấn khởi và cố gắng khai thác. Theo bà con nông dân, hiện nay trung bình mũ nước có giá dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng một ký, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Trong cái thời tiết không thuận lợi như thế này, thì đáng lý ra là họ nhập từ sáng sớm, nhưng bây giờ bà con tranh thủ cào ban ngày và nhập tới chiều tối, thì chúng tôi vẫn là hỗ trợ cho để anh em là làm. Ngoài ra những chính sách đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ cho bà con về kỹ thuật trồng đông, rồi là hỗ trợ về hóa chất để cho bà con yên tâm để đưa hàng đến nhà máy có đạt chất lượng cao. Là địa phương có nhiều diện tích gò đồi, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp, nhất là cao su. Đến nay toàn huyện Cam Lộ đã trồng được trên 4.200 hectare cao su tiểu điền, trong đó có 2.300 hectare đã cho khai thác, với tổng sản lượng mũ hàng năm gần 2.500 tấn. Thưa quý vị, mới đây, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tháo gỡ những bông hoa vàng trên hình rồng ở đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, đang gây xôn xao mạng xã hội thời gian vừa qua. Được biết đường Lê Hồng Phong có hai mô hình rồng giống nhau và cách nhau khoảng 100 mét. Những ngày qua, người dân đã truyền tải hình ảnh mô hình rồng với những lời lẽ châm biếm như mình rồng đầu Pikachu hay hình rồng nhưng lại giống dung đất, gây xôn xao mạng xã hội. Trước tình hình này, thành phố Hải Phòng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hải Phòng tháo gỡ những bông hoa trang trí màu vàng trên mô hình rồng này. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng cho biết thêm, tổng kinh phí để làm hai mô hình rồng trên chỉ khoảng 100 triệu đồng, chứ không phải 60 tỷ đồng như dư luận đồn thổi. Trong năm 2017, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn năm 2017-2020 đối với 7 lĩnh vực chưa được Trung ương hỗ trợ.
Trong đó, diêm nghiệp là một trong những ngành được tỉnh quan tâm phát triển. Cụ thể, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay để các hợp tác xã, cá nhân đầu tư sản xuất muối kết tinh trên bạc, định mức cho vay tối đa không quá 50 triệu đồng một hecta. Ngoài ra, hạn mức vay tối đa đối với cá nhân là 250 triệu đồng, đối với hợp tác xã là 500 triệu đồng. Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa 2 năm tính từ ngày giải ngân vốn vay. Đây là giải pháp của tỉnh nhằm ổn định nghề muối vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi thời tiết cũng như biến động thị trường trong thời gian qua, giúp diêm dân nâng cao thu nhập. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tối hôm qua ngày 8 tháng 1, 7 người mắc kẹt trong đám cháy bên trong căn nhà 3 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Khoảng 21 giờ 30 ngày 8 tháng 1, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong căn nhà 3 tầng ở số 79 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, làm nhiều người mắc kẹt hốt hoảng kêu cứu. Nhiều người dân sống gần đó nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa sau đó bùng lên và bắt đầu lan sang ngôi nhà số 81 và 83 bên cạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Một xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường. Có 7 người mắc kẹt trong căn nhà được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Rất may vụ việc chỉ làm một cụ bà bị thương nhẹ. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy rụi hư hỏng. Một phần căn nhà số 81 và 83 cũng bị cháy xém. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tối ngày 8 tháng 1, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nổ súng vào nhà dân khiến một người thiệt mạng xảy ra vào chiều cùng ngày. Thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến vụ việc trên cho biết vào khoảng 15 giờ cùng ngày xuất hiện hai đối tượng đi trên xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Thị Nhỏ thuộc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trước số nhà 230 thì một trong hai thanh niên đi xe gắn máy trên đã xông thẳng vào ngôi nhà này, rút súng bắn nhiều phát khiến một người đàn ông trong nhà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 11 đã nhanh chóng phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc trên. Theo thông tin mới nhất của Công an thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân của vụ việc trên có thể là do mâu thuẫn cá nhân giữa các đối tượng, người đàn ông tử vong là do bị bắn bởi 3 phát súng. Sáng ngày 9 tháng 1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cung Đăng, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp phùng phòng cảnh sát giao thông đã bắt giữ một xe tải chở trên 10 mét khối gỗ lậu. Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác phát hiện xe tải biển kiểm soát 93C06708 chạy hướng Gia Lai đi Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Tài xế xe là Vi Văn Đông, sinh năm 1990 ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có chở 58 hộp gỗ đã xẻ và 276 lóng gỗ tròn, tất cả đều là gỗ bằng lăng. Tài xế Đông cho biết nhận hợp đồng vận chuyển số gỗ này cho một người chưa rõ danh tính từ huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đông không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Sau khi đo đếm thì trên xe có tổng khối lượng trên 10 mét khối gỗ bằng lăng thuộc nhóm 3. Hiện vụ việc đang được cảnh sát kinh tế điều tra làm rõ. Thôn Quảng Phước là thôn thuần nông nghèo nhất ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng chỉ trong chưa đầy một năm, làng quê nghèo này đã xảy ra liên tiếp hai vụ trốn nợ, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh lao đao túng quẫn. Đây cũng là bài học đắt giá cho người dân khi đặt niềm tin nhầm người. 63 tuổi, già yếu, bà Nguyễn Thị Thao sống dựa vào sự chu cấp của 6 người con, mỗi tháng được gần 5 triệu đồng. Ăn tiêu dè sẻn, mỗi tháng bà bớt ra 4 triệu đồng tham gia chơi huề hụi, gọi là tích góp tiền để Tết đến có cái sắm sửa. Cuối năm 2015, khi những ngày Tết đang đến gần, thì chủ hụi bỏ trốn, bà Thao mất trắng gần 80 triệu tiền gốc. 6 người con tôi thì nó làm công ty hết á. Nó thấy tôi già yếu làm không gì nữa, nó tích góp cho tôi một đứa là tháng 800 ngàn. Rồi làm gì làm, nhưng mà tôi nghĩ là bé Lê Thị Thanh này là bé ở tổ dây vốn của phụ nữ, bé làm cái hơi thì tôi cũng vô ít đầu đừng Tết á, là trúc ống đừng sắm đồ Tết trong nhà trong cửa đồ cúng ông bà đồ gì, xong đóng được 11 tháng là ngày tôi trúc ống là ngày bé lên đường bé đi vậy. Không chỉ bà Thao, hàng chục người dân nghèo khác cũng đã đem hết của cải ít ỏi của mình đóng cho chủ hụi và gặp tình cảnh tương tự. Chủ hụi trong đơn tố cáo của người dân gửi cơ quan công an là bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên là chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Quảng Phước, đã đi khỏi nhà từ cuối năm 2015. Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được đơn tố cáo của hơn 30 hộ dân tại thôn Quảng Phước về việc bị bà Thanh lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo, sau đó bỏ trốn ôm theo số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong khi vụ việc này đang được cơ quan công an xác minh thì vào cuối tháng 9 năm 2016, thôn Quảng Phước lại rúng động khi thông tin một nữ cán bộ thôn khác là bà Bùi Thị Hương cũng bất ngờ bỏ đi bạc tăm sau khi vay nợ hàng trăm triệu đồng của nhiều người dân trong thôn. Đáng nói hơn, nạn nhân của vụ vỡ hụi này hầu hết là hộ nghèo, hộ cận nghèo đã khiến nhiều gia đình vướng vào cảnh lao đao.
Chiều tối ngày 8 tháng 1, trên quốc lộ 53 thuộc thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông cởi trần, mặc quần dài, dừng xe mô tô rồi lăn lộn, làm náo loạn cả khu phố. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết sự việc được gây nên bởi người đàn ông cho là đang ngáo đá. Theo đó, khi chứng kiến người đàn ông khoảng trên 40 tuổi dừng xe mô tô cởi trần rồi đứng nói lảm nhảm, la hét trên đường, người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đến hiện trường, thì người đàn ông này đang bột phòng trên đường rồi đứng dậy múa hát. Được mời về trụ sở công an để làm việc, người đàn ông này vẫn nói lảm nhảm rồi lên xe chạy về hướng thành phố Vĩnh Long. Một số người dân gần đó chứng kiến cho biết có thể người đàn ông này bị ngáo đá hay say rượu. Thấy ông ta có biểu hiện lạ nên không ai dám lại gần. Phần cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, nói đến nông nghiệp công nghệ cao thì hai nội dung được người nông dân áp dụng phổ biến và có hiệu quả nhất là công nghệ chọn tạo giống mới, góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và công nghệ chăm sóc tiên tiến giúp tiết kiệm công lao động. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi mô hình nông nghiệp từ anh Từ Hữu Chương tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để hiểu rõ hơn về các công nghệ này. Đây là 8 sào dưa leo baby của anh Chương. Nếu được chăm sóc trong khoảng 1 tháng 10 ngày sẽ cho thu hoạch với năng suất đạt 3 kg quả một cây. Cùng với dưa leo baby, anh Chương còn chủ động luân phiên các loại cây trồng khác như ớt ngọt, súp lơ baby. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, những loại cây trồng này còn có những ưu điểm nổi trội trong quá trình chăm sóc. Hiệu quả là rất là lớn. Thứ nhất là nó tiết kiệm cái diện tích của mình. Cái thứ hai là đỡ tốn nhân công. Nếu mà một sào của mình thì có thể mình trồng baby á, thì mình có thể là mình gấp 3 hoặc 4 lần so với những cái thứ khác. Điểm nổi bật khác tại mô hình sản xuất của anh Chương đó là toàn bộ hệ thống nước tưới, quản lý nhiệt độ, độ ẩm đều được điều khiển bằng điện thoại di động. Thiết bị này sẽ cung cấp cho người nông dân những thông tin hữu ích như độ ẩm, nhiệt độ, độ pH, hàm lượng dinh dưỡng có trong đất, hướng gió, sức gió tại mảnh đất đang canh tác. Phải nói rằng thì từ khi mà chuyển đổi thì tôi nhận thấy rằng là mình áp dụng mô hình công nghệ cao trong nhà lưới thì phải nói là hiệu quả kinh tế rất cao. Thậm chí có những mô hình như của anh Từ Hữu Chương trong dưa leo baby thì phải nói là rất hiệu quả. Trừ chi phí hàng năm thì có thể là lên đến gần 1 tỷ đồng. Tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng hiện nay có hơn 30% cây trồng được chăm sóc trong nhà kính, nhà lưới. Và hơn 90% diện tích được áp dụng phương thức tưới tiết kiệm với hệ thống phun sương. Nhiều nông hộ của người đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã dần tiếp cận với nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Khai mạc tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017. Khởi tố hình sự vụ sản phụ tử vong ở Quảng Bình. Hàng chục khách karaoke tháo chạy khi cơ sở ván ép bốc cháy. Cảnh báo tình trạng người dân còn thờ ơ, không biết cách sử dụng bình cứu hỏa để chữa cháy.